miếng sao sao con sao con chuông quá trời giả con ơi. Cha đang nói mà cái mặt cha bị gì ấy. Dạ con chào ông bà cô chú đang theo dõi kênh Song Sinh Thiên Thần và con gia đình cùng may. Chúc ông bà cô chú xem video vui vẻ và có một ngày thật hạnh phúc bên gia đình mình. Hôm nay con và cha con sẽ đi về nội lấy một món đồ ăn về cho mẹ con. Cái món này là mẹ con thích lắm, hồi đó là mẹ con ăn hoài à. Dạ, dạ con mời ông bà cô chú đi theo con đi tìm mẹ. Tâm. Hello. Bà đi đi chào à. Chào ông bà cô chú nha. Chào ông bà cô chú nha. Chào ông bà cô chú yêu của Tâm Tâm. Nhớ mọi đăng ký con nha. Rồi hôm nay đi chào ông bà cô chú này Tâm. Dạ con chào ông bà cô chú yêu Tâm Tâm. Nhớ mọi con nha. Đăng ký ông bà cô nha. Dạ quá. Rồi đi tìm mẹ thôi. Mẹ ơi. Ơi. Đang quay clip hả? Ờ, gia đình Tâm Tâm xin chào ông bà cô chú anh chị đang theo dõi kênh Song Sinh Thiên Thần và gia đình Gồng Mây nha. Ủa hôm nay hai cha con quay clip gì vậy? Dạ mẹ ơi, hôm nay cho con và cha đi về nội lấy một món đồ ăn gì cho mẹ ăn. Đi về nội hả? Bỏ cha với bỏ mẹ với em nhà hả? Mẹ gán đợi một xíu thôi là có đồ ăn ngon rồi. Xíu thôi nghe, lâu lắm là mẹ giữ em không nổi đâu. Sao con? Con đi đi rồi nhanh nhanh về nghe. Dạ. Dạ con mời ông bà cô chú đi theo con. Tâm Tâm có theo cha không? Có. Con có đi theo cha không? Có. Dạ thưa nội con mới qua. Ừ, cha con mới qua vậy. Dạ. Dạ con xin con qua đây là để xin nội đi bẻ một cái trái mà mẹ con thích ăn đó giờ là mẹ con gợi ý cái này là mẹ con thích ăn, rất thích ăn đồ chua. Dạ. Đồ chua chấm với ớt. Dạ. Dạ. Dạ là năm nay là cây me của nội con là ít trái lắm, dạ còn có mấy trái mà cô chú ơi, nên là không có bẻ nhiều. Dạ cha lên bẻ một con được không cha? Me này chấm gì ăn ngon không? Dạ chấm mà muối ớt. Gì muối ớt à? Rồi với mắm guốc được cũng ngon. Mắm sống được không? À dạ cũng được nữa. Con muốn ăn gì? Dạ con thì đó giờ là con ăn toàn muối ớt không à. Muối ớt hả? Dạ. Dạ cha chắc bữa nay cha ăn mắm sống quá. Con ăn muối cha ăn mắm. Dạ. Cho mẹ nhìn thấy thì sao? Dạ cái này con về bé cho mẹ mà. Để cho mẹ hả? Dạ. Rồi cha ăn gì? Dạ cha ăn chung với mẹ luôn cũng được. Cha đi bẻ xoài. Bữa nay gia đình mình ăn đồ chua không á? Dạ. Ây dạ. Wow, dài trái được nghe con. Nhiều quá ăn không hết đâu, chua dữ lắm con ơi. Dạ. Cái me này của nội chua dữ lắm. Đó, me này me già rồi. Chứ phải me non thì ăn nó đỡ chua hơn. Đó. Mới bẻ không chảy nước miếng rồi. Ít thôi nghe. Dạ. Nhiều quá không hết đâu, cái mình đi đi xin kiếm cây sồi của nội coi còn trái nào không. Dạ, bé ít thôi để sau này còn bé nữa cha. Đó, để cha xuống cho con quay cận nghe. Dạ. Wow. Ây da. Đi nè. Đi nè. Thấy chưa? Đó, trái me này cỡ này nó chua dữ lắm chua.
Bây giờ con cầm đi, mình đi sẽ đi kiếm xoài nha. Dạ. Kiếm xoài non ăn ha. Dạ. Cha cha con vô con xin nổi cái bọc mà nội còn cho con hai cái trứng này nữa nè. Đố cha trứng này trứng gì? Cái trứng gì bự dữ vậy? Trứng gì vậy? Dạ, cái này là trứng ngỗng. Ủa, trứng ngỗng nội cho con luôn hả? Dạ. Đâu mấy trứng? Quá. Dạ, hai trứng. Đâu cha coi ơi, tao lấy cho cha coi ơi. Ôi ơi, ngon dữ vậy, trứng ngỗng mà lấy luôn. Sao để nội đi, cho đẻ, ngỗng đẻ nở đi. Dạ. Dạ hồi nãy nó lấy trong tủ rồi nó cho con á. Rồi vậy là hai trứng đó của ai? Dạ cho ai hai trứng đó cho ai? À, con cũng không biết. Rồi bây giờ mình đi còn một món nữa. Dạ. Món gì đây? Dạ món xoài. Món xoài hả? Bây giờ mình cũng đi xin nữa đó, xoài nổi hết rồi. Dạ. Nó hết chế rồi. Bây giờ đi xin nghe, đi lên nhà bà cố xin. Dạ. Rồi đi thôi. Dạ, nghe được là mấy trái, được mấy chùm luôn. Dạ, cảm ơn nội. Rồi bây giờ là đi xin xoài của bà cố. Xài lắm, không có xài luôn. Dạ, bà cố là bà ngoại của cha mày. Dạ. Dạ. Dạ con chào ông bà cô chú, sau một thời gian thì con và cha con đã tới nhà của bà cố. Tại thấy đợt cảnh đồng lúa đẹp quá nên con với cha con ra quay luôn. Rồi. Bây giờ là cảnh đồng lúa quê con đẹp lắm ông bà cô chú. Dạ ông bà cô chú có dịp thì về quê con chơi thôi. Bà cố con rồi đó. Vòng vòng đây là cảnh xung quanh nhà của bà cố con. Đây. Tới rồi. Con vô xin xoài lẻ lẻ thôi cho trễ rồi. Xíu còn về nữa. Em bà gì con mới qua à? Em bà gì ơi, cho con xin mấy trái xoài không bà gì? Để cho con với cha con xin mấy trái xoài về cho mẹ. Dạ bây giờ con sẽ theo bà gì bé xoài. Ui, con thấy bây giờ con đã thấy một trái xoài chín bị rụng ở đây nè. Ui, nó xanh. Ui, cây này quá trời xài luôn cha ơi. Rồi có cây ớt nữa chứ. Ồ hồi bé xài sao con sẵn bé ớt vậy luôn. Để mấy trái xoài nhỏ nhỏ này. Quá trời trái rồi Long ơi. Dạ. Này bẻ mấy trái nhỏ nhỏ là bự quá, cứng ăn không được đâu Tư ơi. Đây là gì? Gì Tư của cha mày. Nhiều lắm rồi. Con ăn xoài non mà. Vừa vừa thôi cha, ăn không hết rồi cha ơi. Con lâu đãi mẹ gọng bữa cho hoành tráng con ơi. Dạ. Ui. Ôi bự hết rồi, già hết rồi. Quá trời trái rồi. Rồi hôm nay bị sâu rồi bị rụng. Nhiều
lắm. Để hai ba trái bự nghe Long. Dạ. Để hai ba trái bự đi về làm mắm đường con ơi. Dạ. Quá rồi Long ơi. Cái xài năm nay sao dưới con không có trái gì trơn á. Mấy trái bông nó rụng hết trơn à. Mỗi năm thì trái nhiều lắm luôn, có năm nay ít quá à. Ôi như đây đủ rồi Long ơi. Dạ. Nè. Quá trời luôn. Dạ được rồi Tức ơi. Bẻ mấy trái nhỏ nhỏ với bẻ mấy trái bự là ăn không có nổi, chua lắm. Mấy trái bự mình làm mắm đường. Dạ. Đó. Quá nhiều rồi. Không hết đâu. Phát lên bẻ một bọc gì cháu vừa. Dạ con tuần này đi Bình Dương nữa rồi. Ai thằng Phát hả? Dạ con. Đó đây nè. Đây. Không, con ở nhà giữ hai Tâm. Dạ. Với anh Hai Long nữa nè. Thưa bà gì tôi con về. Dạ thưa bà gì con về. Dạ. Về thôi chơi. Về thôi. Tới rồi nè. Ai đi đâu vậy? Thương quá. Hai đi đâu vậy? Hai đi làm công chuyện. Hai đi bẻ cái này cho mẹ ăn nè. Rồi đi vào nhà chào mẹ nha. Hai đứa nè. Vui nè, hai có này nè. Bây giờ là hai có này cho hai đứa này nghe. Con chào mẹ. Dạ. Bây giờ về được cái gì vậy? Nghe đi nè. Xài ơi, xài nó. Xài nó. Rồi đi ra đây. Dạ. Đi rồi Tâm, sao mà Tâm ăn được đây? Nãy giờ con kêu em đang đợi. Xài nó rồi con nữa. Ôi trời, đợi. Xuống đây mẹ coi coi, mẹ coi coi. Mẹ coi cái gì trong bọc vậy? Có gì cho Tâm Tâm không? Bỏ xuống đây. Đi cho Tâm Tâm không? Wow, cái này Tâm Tâm thích lắm nè. Trứng. Tâm Tâm. Hai quả trứng này là trứng ngỗng chứ không phải trứng vịt nha bà cô chú. Chôm đâu được hai cái trứng gì đâu. Dạ, của bà nội cho. Bà nội hả? Lấy nhà bà nội luôn hả? Dạ. Bây giờ cha con ăn cái gì đây? Cha làm mắm đường cho con nha. Dạ. Mắm đường hay là muối đây? Mẹ ăn muối à, muối Tây Ninh, muối tôm nha. Cha ăn gì đừng nói cha ăn mắm nữa nha. Mắm sống chấm xoài non. Đó. Đấy. Wow. Quá rồi. Muối nhìn hấp dẫn quá. Lan sao đây nè. Hai Long ăn mắm đường. Cha ăn mắm sống. Hay là mẹ ăn muối. Đó. Đó. Mắm sống này. Nè gồng thì luộc trứng cho Tâm Tâm. Đó đủ cái đây nè. Cả nhà cha với mẹ với Hai Long là ba người ăn chua là ba cái nước chấm khác nhau hả? Đó ha. Thử mỗi thứ mình làm một món gì đó. Mệt rồi con ngồi đây con nghỉ mệt đi. Thế con ngồi đây nghỉ mệt nha. Dạ anh hai có mua kẹo cho con không? Anh hai có mua kẹo, hồi sáng mấy anh chị lại chơi với con có mua kẹo cho con rồi mà. Không, không thích kẹo nữa. Thích kẹo, ăn kẹo nhiều bị gì? Ăn kẹo nhiều bị cái gì mà đòi ăn kẹo hoài hả? Con ăn kẹo. Ăn kẹo hả? Con hỏi ông bà cô chú có cho con ăn kẹo hay không? Dạ ông bà cô chú có ăn kẹo. Con ăn kẹo được không? Không, bà cô chú trả lời là không, con hỏi lại coi. Bà cô chú ăn kẹo có tốt cho sức khỏe không? Ông bà cô chú ăn kẹo có tốt cho sức khỏe không? Không, ông bà cô chú trả lời là không. Ôi, nãy giờ Tâm Tâm chưa chào ông bà cô chú gì hết á. Tâm em à. Tâm em tới giờ chiều là Tâm em chuẩn bị đi chơi rồi nè. Xài này cha bẻ trên cây luôn hả nhà nội? Ủa nhớ nhà nội đâu có xài này. Cha đi lên nhà ngoại. Lên tới nhà bà ngoại là cốc của Long á hả? Bà cố của Hai Long. Lên dẫn hai cha con ra giường bẻ một hơi rồi là chạy về luôn đó. Rồi xoài ba lớn thì cha cũng bẻ được bà cốc. Đâu, xoài đó xoài non mà.
Thì ngon ăn gì đâu mà xài, người ta chưa lớn mà bẻ rồi nè. Đây, trời cái này. Mẹ là mẹ nhà nội đúng không? Mẹ nhà nội. Mẹ nhà nội được con cái là nó chua được lắm. Bao cái này chua. Cái này tròn lụi nè em. Mẹ xoài ăn mẹ. Bao chua luôn mà con chú. Đó. Rồi xoài sữa rửa xong xuôi hết rồi nè, tách ra luôn nè ông bà cô chú ơi. Ôi trời sao hai cha con tốt với mẹ quá vậy, không kiếm cái gì cho mẹ ăn bổ dưỡng hả, tự nhiên đi kiếm đồ chua cho mẹ ăn vậy lắm. Tối nay mẹ không xoài rồi mẹ. Thiệt là tình ác với tôi, thiệt biết tôi thích cái món này cái đi kiếm ăn. Cô hại banh cái bầu tử tôi đúng không? Quá tốt với tôi mà. Cái này là, cái này là của cha mây nè. Cái này là của Hai Long nè. Cái chấm này là của mẹ nè. Rồi mời ông bà cô chú ăn trái cây với gia đình Tâm Tâm nha ông bà cô chú ơi. Cha không có lột dĩa lắm, mẹ mẹ quên lột dĩa nè. Con ăn đi. Dạ. Ăn đi con đeo này, đây con ăn đi rồi con cả cảnh thì ăn sao nói cho ông bà cô chú nha. Cái này là Hai Long ăn hoài luôn. Hai Long với cha thỉnh thoảng này lấy cái này ăn. Món đường đủ ngọt chưa con? Nước là xài này không có chua mấy. Tại đang thèm ăn vô thấy ngọt con. Dạ chắc là vậy đó. Con thấy sao? Chua. Chua. Chua ngọt nói cho ông bà cô chú nha coi. Chua hay ngọt? Chua. Dạ chua. Dạ chua. Rồi ơi, em tí ơi, trứng chín rồi, mẹ luộc trứng rồi, lấy trứng ra lột cho con ăn nha. Ngồi đợi mẹ xíu nha. Quá ngọt luôn. Ngọt mà nhăn quá vậy. Ngọt lắm tâm chị ơi. Ngọt mai không? Dạ chua chua ngọt ngọt. Ừ, xài này còn non á, cho nên cái độ chua chưa tới, không chua à, mấy mà chú. Đắng, có gì cái gì đắng đắng. Chát á, chát của vỏ đó con, tại hồi nãy không có ngọt vỏ. Ngon quá. Ngon quá trời ngon. Mẹ chua chua ngọt ngọt. Mẹ ngon không? Ngon lắm con. Ngon. Con thử không? Tâm chị thử miếng không? Ngon. Sao vậy? Mẹ mua cho chị nãy con hả? Ừ, Tâm chị hôm nay mới có cộng dây chuyền mới đâu mà cô chú. À, cộng dây chuyền của Tâm chị to hơn cộng dây chuyền của Tâm em một xíu. Bây giờ nhìn Tâm nào cũng có dây chuyền đeo hết trơn á. Ngồi đây thì mẹ lấy trứng cho hai đứa ăn chứ. Cái mẹ ăn mà để hai đứa không có gì ăn cũng kỳ quá. Mẹ trứng cho. Chính rồi, mẹ đi lên lột trứng cho con ăn nha. Đây của con đây, của Tâm em đây. Con quên quýt này. Sao cảm ơn mẹ không nghe, cảm ơn nhỏ quá. Con cảm ơn mẹ. À, không có chi, con ăn ngoan cho mẹ ngồi ăn xoài cho sướng miệng cái nha. Rồi, xếp bằng lại mẹ lột trứng rồi. Đây là cái vỏ này, mẹ lột còn sót cái vỏ nè. Rồi để mẹ dầm trứng cho Tâm chị dễ mút nha. Đây mẹ làm cho con ngồi xếp bằng lại đi. Nghe để mẹ dầm ra cho Tâm chị dễ mút nha. Cái gì? Cũng là trứng, cái này cũng là trứng, hai đứa giống nhau hết. Rồi của Tâm chị nè, ngồi xếp bằng lại ăn đi con. Ừ, hình như hai đang thèm cái trứng của em hay sao vậy ta? Có thèm không? Bây giờ tới cha nghe. Nãy giờ chịu hết nổi rồi. Con ăn nữa không? Thôi con nghĩ là con nghĩ hả? Con nghĩ là tới lượt cha nha. Con cầm máy cho wow, con ơi, nãy giờ thèm dữ lắm rồi. Sao con lại đây mẹ nói nghe nè. Nóng hả? Để cha thử coi. Dạ. Hết nóng rồi. Cha với mẹ nhìn cái xài chứ mẹ chịu không nổi mà. Tâm Tâm quậy quá. Anh hai quay hả? Ờ anh hai quay nha. Quay cho con ăn, con phải ngoan cho ông bà cô chú xem nha. Cho anh hai thương con hả? Ờ đúng rồi. Anh hai mới thương. Lúc ơn hả? Nãy giờ đi chơi ở ngoài con nè. Sao ngon ngon Tâm chị? Ngon. Rồi tới lượt cha con. Tới lượt cha nè. Hai đứa ăn ngoan nha, cho cha ăn nha. Nha, con ngồi ăn ngoan chút nha. Coi cha ăn nè. Trước tiên cái này là con ăn nè. Cái xoài non. Đó, bây giờ nè. Coi anh nè, coi anh review nè em. Xoài thì mắm á thì mình trộn đường, ớt tỏi, đó nhiều gia vị nữa mà, ồ còn thiếu chứ ớt. Bỏ ớt vô lại không ăn cá được đâu. Đó, đây nè, đây nè. Dạ.
cận cận máy vô, cận máy vô rồi. Con nhìn như miếng xòi với cái miếng mắm nè, thấy chưa? Vừa miệng ghê không? Đó, coi cha nè. Trước tiên mình đưa vô từ từ vô miệng á. Từ từ vô miệng bắt đầu mình cắn nha. Cái đó mẹ thua. Chua không? Chua không? Chua không? Quá trời giả con ơi. Cha đang nói mà cái mặt cha bị gì á? Sao? Cha đang nói mà cái mặt cha sao hả? Cha bị gì á? Cha chua quá, cha nhăn mặt vậy đó. Quá trời đã, để cắn miếng ớt rồi. Tâm em nói cha đang nói mà cái mặt cha bị cái gì á. Nhăn rồi, để cho con thấy tới mẹ nha con. Mẹ chỉ ăn được muối thôi. Muối tôm này thôi. Muối tôm này chấm miếng xài nó ngon lắm. Nhờ mời ông bà cái chú anh chị. Nãy giờ con chưa mời ông bà cô chú gì chứ. Mời ông bà cô chú anh chị ăn. Tâm em mời nữa nè. Tâm em mời nữa nè. Mời lại mà. Con mời lại ông bà chưa thấy nè. Hai con mời bà cô chú em. Mời ông bà cô chú ăn. Rồi ông bà cô chú nghe rồi. Ngon quá. Ông chị ăn ngon lành luôn heo. Thế cha thử miếng nước mắm của hai coi. Thử một cái miếng thử coi. Mắm đường. Mắm đường. Cái hồi nãy cái cho mày có bỏ vô miếng tiêu. Đúng rồi, mình. Đường với tiêu với nước mắm. Dạ. Đó. Nè, bắt đầu đưa vô mình cắn nè. Nghe nghe tiếng nè. Để anh nghe cạnh cái nghe tiếng này cái gục nó nghe. Cha mẹ cũng đi gục. Cha mẹ đi gục gục. Nó nghe gục gục luôn hả? Nó không đã bằng mắm. Bởi vì anh phải ăn mắm không? Lòng không có ăn mắm được. Lòng không biết ăn mắm sống. Cái món này mà cô chú anh chị có xem mà đừng có la đừng có gì chân nha. Dạ, cho ngồi xếp bằng giống như con nè. Rồi cha cũng ngồi xếp bằng mà, con ngồi xếp bằng đi, cha với mẹ xếp bằng giống con. Cô chú anh chị xem cái món này cứ ăn thì nó cũng nhiều lắm. Cha, mà ăn không được nhiều đâu, ăn ít thôi. Mẹ hơi to vậy. Ăn chủ yếu ăn cho nó đỡ cái thèm. Cái ăn nhiều cũng không tốt cho bao tử. Rõ rõ rõ. Cái này tới mắm nè, mắm nè. Đâu là bánh mắm. Cái nữa nè. Đâu, làm miếng nữa nè. Đó, 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 đó. Miếng nè. Miếng nè, con coi nè, cha làm miếng nè, miếng nè. Đó. Mặt dạ? Cha ngộ quá ha. Cha ăn rồi cái mặt cha ngộ quá ha. Đó. Đó, tới làm chị làm miếng nè, làm miếng nè. Wow. Trắng à, đem tí mẹ kiếm miếng trắng trắng cho con nha. Tới làm tâm em làm miếng nè, làm miếng nè. Tâm em ăn cái cho ông bà cô chú xem em. Ăn cái cho ông bà cô chú xem à. Ngon không? Trời ơi. Trứng, trứng ngỗng luộc. Nay về ăn cắp trứng của bà nội luôn. Bà nội cho chứ bộ. Bà nội cho chứ bộ. Chưa hả? Bà nội cho con. Nói vô mới nói chuyện. Bà nội cho chứ bộ. Mẹ muốn bỏ cuộc rồi chơi. Không món này ăn ghiền thiệt em ơi, không phải ghiền mà nó. Cha mẹ uống rồi. Nó chảy mẹ thua, người ta gọi mẹ thua cha. Em. Chảy nước miếng. Sao sao con? Miếng chảy nước miếng. Con có chảy nước miếng không? Con có thèm chua không? Rồi, rồi con ăn hết của con đi. Anh chị ăn hết rồi kìa. Rồi ăn xong rồi hai cái miệng hai đứa con chị. Quá trời luôn. Rồi cả nhà mình ăn gì là chiều xong buổi chiều đúng không? Đúng rồi. Yeah. Đó. cái này nè, cái này mấy căn nè. Cái này theo miền Tây gọi là trái me. Yeah. Miền nào không gọi là trái me? Đó. Trời quá trời. Câu trái me mình ăn gì ta? Mắm nữa hả? Mắm. Trái me thường là mình chấm muối ớt mới đúng bài. Rồi nè cha muối ớt nè. Nhưng mà cha ăn với mắm. Quá. Cha thích ăn mắm sống. Đó. Đó. Bắt đầu là me cắn không có kêu như sòi đâu. Nghe cái sột á. Trời ơi nhìn cha cắn trái me. Em lấy cái chén còn lông nó hứng kìa em. Bây giờ con chưa có ăn me không? Chưa có ăn me không được. Đó.
Nó thấy cái hộp này, cái này là thấy cái hộp này. Ngậm môi lại Thái Long ơi. Mình cầm máy mình quay thì mình ngậm môi lại đi. Wow. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Ăn nha. Tâm chị, Tâm chị hát theo hát lại cho nghe coi. Con hát thuần nữa rồi. Hứng, có hứng. Lúc hứng thì mới ca được. Bây giờ mấy thì gia đình mình ngửi trái nào. Anh thì trái dài nhất. Không, em thua với mẹ. Không đấu me này mẹ. Lúc mà ú này nè, lúc này cỡ này mới cỡ chua nhất luôn nè. Chua lắm, nhìn cái màu me cô kìa, cái hộp còn xanh lè. Trăng nghe không? Dạ. Rồi, bà cô chú. Tâm chị, Tâm chị, Tâm chị. Wow. Tâm không có biết thèm đâu. Tâm không có biết thèm chua đâu. Tâm thèm cái gì? Coi ha, Tâm chỉ thèm trứng thôi hả? Mẹ đút cho con ăn được không? Con đút hả? Em biết cái triệu chứng có lúc ăn me là gì không? Hết bao. Ăn me xong rồi đói bụng. Không có. Ăn me lúc nào ăn me vừa cắn vô miếng là con mắt mình nó phải giật. Không thấy là. Wow. Để đi. Em muốn coi lại cái biểu cảm của lúc mà ăn me chưa? Coi anh nè. Không một. Bảo đảm với em luôn, cái biểu cảm có lúc ăn me, coi kỹ nè, coi kỹ anh nè. Đó. Nói mà nó tia luôn á. Đó. Đó đây nè, đây nè. Mắt giật liền phải không? Nếu mà ăn me. Ăn me là con mắt hơi giật. Đây của con đây nè con. Con nghe trứng đâu. Nó giật, mà nó giật tăng tăng luôn em. Mày đang nhìn cha, mày đang nhìn cha ăn me coi nó ngon cỡ nào nè. Dạ. Con hỏi cha coi ăn me ngọt không? Tính ra ăn trái me này mẹ. Là so với cái trái xài không nghĩa địa nào, cái trái me nữa chứ. Là trái me nó có mấy lần trái xoài luôn đúng không? Bởi vì mẹ ăn không có nổi. Mẹ chỉ ăn được xoài này thôi. Cái me này chua lắm. Nè, tới luôn á. Cái hộp xanh lè luôn chứ. Thế như vậy chứ người ta làm độ nãy kia thức mồ hôi chứ mà anh ăn me mà anh thức mồ hôi nè em. Thấy chưa? Không thử là thử miếng muối thử à. Con xong rồi hả con? Thử miếng muối nghe nha. Thử muối của mẹ gồng nè. Hình như có muối này nó đỡ chua hết trơn. Quá. Nhìn cha kìa, nhìn cha giật giật cái miệng kìa. Thấy không? Con hỏi cha ngọt không? Quá trời đã rồi con ơi. Muối thì nó mặn, nó hết chua rồi, nó bớt chua rồi. Chua lè luôn hả con? Cha đâu có nói chua đâu, cha nói ngọt mà, đâu có chua không đâu. Đã, không đã bằng mắm. Con thử không? Con thử không? Con ăn thử miếng không? Nhưng mà con chấm cái nào? Con chấm, con không được chấm. Chấm cái nào cũng cay chứ không có được chấm. Ăn không? Ăn thử không? Mẹ cho con miếng me nha. Em ơi. Không ăn me. Cho mẹ đi tiếp cha ăn uống chút nha. Dạ. Ngoan nha con. Kể chuyện cho em. Kể chuyện hai kể chuyện cho em nghe kìa. Kể chuyện gì? Hai có biết chuyện gì kể em nghe với không? Rồi ba đứa tự xử nha. Mẹ đi lại đây coi cha ăn xong chưa nè. Ôi trời ơi nhiệt tình quá bà cô chú ơi. Cái đôi dép của Tâm Tâm đâu đó vậy cha? Ở Tâm mới đem vô. Tâm Tâm đem vô hả? Ôi ăn nhiệt tình luôn. Bây giờ tôi đi coi con cái mà ở đây làm cái này. Ôi ơi, banh luôn rồi, banh cái dĩa luôn rồi. Mà me anh đánh không thấu em ơi. Rồi thì anh đánh nổi. Đánh banh dĩa xoài, còn me còn lại, chừa lại đúng không? Me chục người anh thấy hết 9 người rồi, còn người kia không biết làm sao. Bây giờ bắt đầu cắn vô cái nào. Tới rồi. Ơi ông bà cô chú ơi, cái cảm giác này nó như thế nào ông bà cô chú anh chị? Tê lắm hả cha mày? Ra nước mắt luôn rồi cha mày. Đầu cũng xuống.
Rồi chiều nay mẹ không nấu cơm thử coi cha có than đói không nha. Không, chúc cha mua gói mì cho thủ. Thủ gói mì á. Không. Ta ăn người ta đi tứ tán hết trơn rồi đó, còn cha ngồi đây mài suốt luôn ha. Cái mè ngon thiệt. Mà nó chua quá. Dán cho ít diễn nha cha. Con gắn chứ. Hai cha con đi về nội rồi đi về nhà bà cố nữa, bà cốc nữa. Xa lắm á. Ông bà cô chú hồi nãy nghe Long giới thiệu là mẹ thích ăn cái món chua này, cho nên hai cha con đi kiếm đồ chua về cho mẹ ăn. Nhưng thật ra là đồ chua là cũng là món khoái khẩu của hai cha con đó ông bà cô chú anh chị. Có bữa hai cha con ngồi mà ăn buổi sáng luôn. Buổi sáng chưa ăn cơm mà đem ra ngồi ăn luôn. Sợ thiệt. Rồi lấy lý do mẹ thích đồ chua đồ. Sợ cho may thiệt. Quá rồi mà. Tình hình này chắc chiều nghỉ cơm thiệt á. Ừ, ăn như nó no rồi chiều ăn cơm làm cái gì. Em biết sao? Do cái hàm răng á, một hồi nó cắn không có dính với đầu trên. Ê, ăn cơm không nổi mà. Đó. Thế vậy chứ tình hình này anh làm hết như trái gà thì chắc anh nghĩ cái me thì chắc anh nghĩ rồi. Rồi, em đổi qua ăn xoài. Em chuyển máy ở chỗ khác em tự nhiên đi nghe đừng mất cỡ nha. Ừ, để đang ăn mình quay cỡ quá. Thôi thôi. Thôi chấm mắm đường. Bây giờ xoài vô mắm đường luôn rồi đó hả? Đó. Cái món me chịu nổi mà quá chua rồi. Còn cha ăn chua mà cha chấm lộn xạ kiểu đó thiện hồi cái bụng cha làm sao ta? Không, cha này ăn ghiền thiệt em, ăn hoài luôn á. Thêm miếng luôn hả? Chắc còn miếng cuối làm cho nó làm cho hết luôn. Ở làm là cho tới luôn không? Cố lên. Ngon. Ngon. Trời ơi, thảy vô một cái một luôn. Bự em, bự lắm. Cắn từ từ. Về, nhanh lẹ lên. Cắn từ từ, thưởng thức. Một miếng xoài chỉ là ba phát thôi ha cha. Rồi cái món này có nhiều khi cũng cô chú anh chị á nhìn nó có la cũng la nhiều lắm á. Thì món này nhìn chịu nổi. Cô chú anh chị có xem được cái video thì đừng có la quá. Không còn lời nào để nói đâu. Cái này chỉ hai vợ chồng chỉ vô tình quay nhẹ nhẹ mấy cái xoài với mấy cái me thôi à. Không có gì khác hết. Đây là món ăn thỉnh thoảng của gia đình nè. Đó, đây món này ăn gà chấm ngon lắm mà cô chú. Món này hai chồng ăn nhiều luôn á. Giờ thêm thằng con trai nó cũng thích luôn. Không, cái miếng này là miếng cuối nha. Cuối chưa? Cuối rồi. Đó, đó. Đây. Đường nó kẹo như nào. Dương. Wow. Dương. Hết nổi rồi. Ăn cho tự dọn luôn nè, bắt đầu cho tự dọn luôn nè. Mà cô chú nhìn nè nha. Cho mày tự dọn, tôi rửa chén thấy chưa? Đó. Cho mày nhà, cho mày đảm đang mấy cái vụ này lắm. Thôi, thế là anh để đây, anh đi rửa mặt rồi. Cái chút anh rửa nha. Lỡ em khoe anh đảm đang là sẵn anh rửa luôn cho xong đi. Còn cái cảnh mà đàn ông được rửa chén á, quay nó nhìn nó ngại lắm. Ngại gì đâu, đàn ông mà được rửa chén này nọ trong bếp rồi trời ơi, hãnh diện lắm. Không thì biết là cái công việc đó là cái chuyện của hàng ngày rồi, nhưng mà những cái mình đưa lên á, mình ngại lắm. Có gì đâu mà ngại. Cỡ lắm em ơi. Thì lau dọn đồ nãy kia đưa được, chụp hình với bé tụi nó được. Mà cái cảnh rửa chén á, đàn ông mình đứng rửa chén không á, mình đưa lên. Bình thường, rất là bình thường. Không bà cô chú. Thôi. Giới thiệu thôi mà cho mày không làm ngại quá. Để thôi bỏ cha qua bên luôn. Tâm Tâm ơi, Thái Long ơi. Rồi bắt đầu vô cái buổi chiều của mẹ nè, chuẩn bị sửa soạn tắm rửa cho Tâm Tâm các kiểu nè. Hai Long à. Mẹ ơi. Rồi, tại sao em nhõng nhẽo vậy Hai Long? Dạ con nè. Tâm rồi kể chuyện đó. Tâm rồi kể chuyện mà hai không kể á hả? Hai có kể nè. Hai kể xong rồi cái
mẹ lại cái biết tâm nhũng nhẽo. Ôi ôi để xíu. Rồi xíu này sẽ kể cho Tâm nghe, hứa với em đi. Mẹ đang kể cho Tâm nghe mẹ. Rồi Tâm chị có đòi kể không hay không? Tâm chị không có đòi kể. Tâm chị ngoan hơn đúng hơn. Rồi, ở nhà mình thôi tạm biệt ông bà cô chú ở đây đi con. Tạm biệt ông bà. Tạm biệt ông bà cô chú. Rồi hai lần tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt ông bà cô chú đi đó. Con tạm biệt ông bà cô chú. Chúc ông bà cô chú xem video vui vẻ và nhớ like và đăng ký cho kênh Song Sinh Thiên Thần và kênh gia đình Long Mai nha. Rồi, cảm ơn con. Rồi của Tâm chị đâu? Tâm chị có máy bay ông bà cô chú chưa? Rồi, gọi bà cô chú nghe rồi đó con. Rồi, tao nghe ông bà cô chú đang nhìn con nè. Tí anh hai kể chuyện cho. Rồi, ông bà cô chú ơi, Tâm mở hai kể chuyện hay chưa kể nữa mà. Tâm em khóc rồi. Cha Mai ơi, cha Mai đi rửa chén hả cha Mai? Thì mình mới bay ông bà cô chú đó đi anh. Bye bye cô chú anh chị. Buổi xem video vui vẻ. Rồi, gia đình Tâm chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị nha. Chúc ông bà cô chú anh chị có một ngày thật nhiều sức khỏe. Bye bye.